Chào mừng bạn quay trở lại với một video hướng dẫn khác về Google AdMob. Đây là phần 1 trong chuỗi video gồm 2 phần về định dạng quảng cáo mới, quảng cáo khi mở ứng dụng. Trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ kiến thức cơ bản về quảng cáo khi mở ứng dụng và phần 2 sẽ tập trung vào các phương pháp triển khai hay nhất. Hãy cùng tìm hiểu nào. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng thông tin tổng quan về quảng cáo khi mở ứng dụng. Sau đó, chúng tôi sẽ nói về lợi ích của định dạng quảng cáo này và các định dạng này đã giúp các nhà phát triển như bạn tăng khả năng kiếm tiền từ ứng dụng. Chúng tôi cũng sẽ giải đáp một số câu hỏi thường gặp của nhà phát triển về quảng cáo khi mở ứng dụng. Quảng cáo khi mở ứng dụng là một định dạng quảng cáo cho phép nhà phát triển kiếm tiền trong quá trình ứng dụng tải khi người dùng mở hoặc khi chuyển đổi ứng dụng. Nói cách khác, bạn có thể hiển thị quảng cáo khi người dùng mở hoặc quay lại ứng dụng của bạn. Chúng tôi đã thiết kế để định dạng quảng cáo này tích hợp liền mạch vào bối cảnh mở hoặc chuyển đổi ứng dụng nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Cụ thể, quảng cáo khi mở ứng dụng sẽ có một khu vực nhỏ dành cho thương hiệu chiếm 15% không gian trên đầu màn hình. Điều này đảm bảo rằng một Người dùng biết rõ rằng họ đã truy cập vào ứng dụng mà mình mong muốn và hai Người dùng có thể dễ dàng chuyển trở lại ứng dụng này. 85% không gian ở cuối màn hình là dành cho quảng cáo. Quảng cáo khi mở ứng dụng hỗ trợ các loại quảng cáo dạng hình ảnh, nội dung đa phương tiện và dạng video. Vậy tại sao bạn nên cân nhắc về việc sử dụng quảng cáo khi mở ứng dụng, đặc biệt là khi các định dạng quảng cáo hiện tại của bạn đang hoạt động tốt? Trước tiên, quảng cáo khi mở ứng dụng mang đến nhiều cơ hội sử dụng vị trí đặt quảng cáo mới để giúp bạn kiếm thêm doanh thu. Định dạng này đặc biệt mang lại giá trị đối với những ứng dụng được mở nhiều lần mỗi ngày, bất kể đó là ứng dụng trò chơi hay ứng dụng không phải trò chơi chúng tôi nhận thấy những ứng dụng được mở nhiều hơn một lần mỗi 4 tiếng sẽ đạt hiệu suất cao nhất. Thứ hai, quảng cáo khi mở ứng dụng mang đến trải nghiệm liền mạch cho người dùng. Khi sử dụng định dạng này, bạn có thể hiển thị thương hiệu của ứng dụng trong 15% không gian trên đầu màn hình của người dùng, nhắc người dùng về ứng dụng mà họ đang sử dụng. Ngoài ra, lớp nền phủ trong suốt trên nội dung của ứng dụng giúp người dùng dễ dàng phân biệt giữa quảng cáo và nội dung của ứng dụng. Về bản chất, quảng cáo khi mở ứng dụng có thể mang đến cho bạn các cơ hội kinh doanh mới để kiếm thêm doanh thu từ ứng dụng của mình, đồng thời cung cấp cho người dùng trải nghiệm quảng cáo tinh tế hơn. Bây giờ, hãy xem một số nhà phát triển khác đã thành công ra sao nhờ sử dụng quảng cáo khi mở ứng dụng. eToolkit Inc. là nhà phát triển ứng dụng có trụ sở ở Hoa Kỳ, chuyên tạo các ứng dụng nhiếp ảnh và đời sống, chẳng hạn như Love College, một ứng dụng nhiếp ảnh nổi tiếng. Đội ngũ của họ đang tìm giải pháp để giúp họ tăng doanh thu trung bình trên mỗi người dùng cho ứng dụng này. Họ cũng muốn đảm bảo giải pháp này sẽ phù hợp với quảng cáo biểu ngữ và quảng cáo xen kẽ hiện có. Để đạt được mục tiêu, eToolkit Inc đã quyết định sử dụng quảng cáo khi mở ứng dụng để kiếm tiền từ màn hình tải ứng dụng. Trước tiên, đội ngũ này đã thử nghiệm việc hiển thị quảng cáo cho 5% người dùng hoạt động hàng ngày trong 7 ngày và nhận được kết quả tuyệt vời. Sau đó, họ đã triển khai quảng cáo khi mở ứng dụng cho tất cả người dùng. Kết quả khá ấn tượng, ECPM đã tăng thêm 50%. Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng tăng 60%, đồng thời duy trì được tỷ lệ giữ chân người dùng cũng như là điểm xét hạ ứng dụng. Vừa rồi chúng tôi đã trình bày quảng cáo khi mở ứng dụng là gì và cách quảng cáo này có thể giúp bạn sử dụng vị trí đặt quảng cáo mới để kiếm thêm doanh thu. Hãy chuyển sang một số câu hỏi thường gặp về định dạng quảng cáo mới này. Câu hỏi 1: Quảng cáo khi mở ứng dụng có giống với quảng cáo xen kẽ không? Câu trả lời là không. Chúng là các định dạng khác nhau được dành cho các mục đích khác nhau. Quảng cáo khi mở ứng dụng được dùng trong khi mở và chuyển đổi ứng dụng, còn quảng cáo xen kẽ được dùng khi chuyển tiếp ứng dụng. Câu hỏi 2. Tôi có thể sử dụng quảng cáo khi mở ứng dụng trên tất cả danh mục ứng dụng không? Có. Thực tế, quảng cáo khi mở ứng dụng hoạt động hiệu quả nhất với những ứng dụng mà người dùng mở nhiều lần mỗi ngày. Những ứng dụng được mở nhiều hơn một lần mỗi 4 tiếng sẽ có kết quả tối ưu nhất. Do đó, nếu ứng dụng của bạn không được mở nhiều lần mỗi ngày, bạn có thể thấy tác động hạn chế từ định dạng này. Vì vậy, bạn nên xem xét sử dụng các định dạng quảng cáo khác của AdMob. Câu hỏi 3. Tôi có được phép sử dụng quảng cáo khi mở ứng dụng cho những ứng dụng dành cho trẻ em hoặc được thiết kế cho gia đình không? Không. Những ứng dụng dành cho trẻ em hoặc được thiết kế cho gia đình không đủ điều kiện để sử dụng quảng cáo mở ứng dụng trong bất kỳ trường hợp nào. Câu hỏi 4. Khi nào người dùng có thể đóng quảng cáo khi mở ứng dụng? Người dùng có thể đóng quảng cáo khi mở ứng dụng sau 1,5 giây đầu tiên. Điều này áp dụng cho mẫu quảng cáo dạng video và không phải dạng video. Câu hỏi 5. Vì một số ứng dụng mất hơn 5 giây để tải, điều gì sẽ xảy ra sau khi quảng cáo kết thúc hoặc người dùng đã đóng quảng cáo, trong khi ứng dụng vẫn đang tải, ứng dụng có vi phạm các chính sách quảng cáo không? Nếu màn hình tải mất hơn 5 giây, người dùng sẽ thấy màn hình đang tải sau khi đóng quảng cáo. Tương tự, nếu người dùng đóng quảng cáo trước khi hết 5 giây đó, họ sẽ đợi trên màn hình tải của nhà phát triển cho đến khi ứng dụng bắt đầu. Tôi đã trình bày xong phần đầu tiên của chuỗi video gồm 2 phần về quảng cáo khi mở ứng dụng. Cảm ơn các bạn đã xem video hướng dẫn về Google AdMob này và hy vọng các bạn thấy video này hữu ích. Để để hỗ trợ trước khi bạn bắt đầu sử dụng định dạng quảng cáo này, vui lòng xem thêm các tài nguyên như trung tâm trợ giúp AdMob và hướng dẫn cho nhà phát triển về quảng cáo khi mở ứng dụng trong phần nội dung mô tả ở bên dưới. Cuối cùng, hãy nhớ đăng ký kênh Google AdMob để xem thêm các mẹo và phương pháp hay nhất khác giúp bạn phát triển ứng dụng của mình hơn nữa. Hẹn sớm gặp lại.